Ca sĩ Titi, tôi vào sòng bài Campuchia nhưng chỉ canh tiền giúp bạn. Ca sĩ Titi xác nhận anh là người trong tấm ảnh tại sòng bài đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội nhưng cho biết anh không đánh bạc. Cựu thành viên nhóm HKT nói bức ảnh được chụp hồi tháng 7 thời điểm anh sang Campuchia thăm người thân và đi cùng bạn tới sòng bạc. Tuy nhiên, anh khẳng định mình chỉ xem và ngồi canh tiền giúp bạn trong lúc người này đi vệ sinh chứ không đánh bạc. Anh nói việc vào casino ở nước ngoài không vi phạm pháp luật. Anh Khắc Bình, quản lý của Titi cho biết thêm, Titi không biết hình ảnh này do ai chụp. Anh ấy không biết chơi bài và cũng chẳng có số tiền lớn như vậy. Titi chỉ tới Campuchia và đi theo hướng dẫn của bạn. Tới nơi, Titi mới biết đó là sòng bài. Qua sự việc này, chắc Titi sẽ cân nhắc hơn những nơi mình xuất hiện để tránh trường hợp khiến khán giả hiểu nhầm. Người này khẳng định giọng ca 32 tuổi không có thời gian chơi bài vì tối cùng ngày anh có lịch diễn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, lịch diễn của anh dày đặc, mỗi tuần diễn 4, 5 buổi, thậm chí có tuần không có ngày nghỉ. Trước đó, ngày 7 tháng 11, hình ảnh một người đàn ông ngồi trong sòng bạc với nhiều cọc tiền chất thành đống được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhân vật chính được tiết lộ là một ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam. Bối cảnh là một casino ở Campuchia. Người này đội mũ, đeo khẩu trang nhưng dựa vào hình xăm trên cánh tay phải, khán giả suy đoán đây là Titi. Titi tên thật là Phạm Linh Phương, sinh năm 1990. Anh debut năm 2005 với tư cách thành viên nhóm HKT. Nhóm có các ca khúc gây chú ý như vũ điệu HKT, Mặt Trái Của Sự Thật, Tiếng Chảy Trên Sóc Bom Bo. HKT cũng từng tham gia bộ phim hợp tác Việt Trung mang tên Tình Xuyên Biên Giới. Đầu năm 2018, Titi rời HKT và nhóm tan rã. Anh phát triển sự nghiệp solo và hoạt động kinh doanh cùng Nhật Kim Anh.